Danh tính về chồng giấu mặt của Phạm Quỳnh Anh vẫn luôn là một ẩn số được mọi người quan tâm. Đến mới đây, trên sóng truyền hình, hình ảnh chồng của nữ ca sĩ lần đầu được tiết lộ đã thu hút nhiều sự chú ý sau khi Phạm Quỳnh Anh công khai mang bầu và sinh con gái thứ ba, bé Joey. Những thông tin về người đàn ông hiện tại của nữ ca sĩ khiến nhiều người tò mò, nhưng bà mẹ ba con quyết không công khai danh tính cũng như diện mạo của anh. Tập 2 chương trình Mẹ Siêu Nhân vừa lên sóng gây chú ý với khán giả. Trong tập này, các nữ nghệ sĩ phải vượt qua thử thách 48 giờ một mình cùng các con mà không ai hỗ trợ. Phạm Quỳnh Anh không quá lo lắng trong việc xoay sở mọi chuyện trong nhà cùng ba con gái. Vốn dĩ nữ ca sĩ đã có nhiều kinh nghiệm chăm con trẻ, cũng như không sợ cực, không sợ vất vả trong chuyện chăm sóc gia đình. Phạm Quỳnh Anh tiết lộ mọi việc trong nhà đều do cô tính toán lên kế hoạch rất kỹ. Theo quy định bắt buộc của thử thách, các thành viên khác sẽ phải rời khỏi nhà, trong đó có bạn trai của nữ ca sĩ. Đang ngon giấc, bạn trai Phạm Quỳnh Anh nhận được tin bất ngờ, ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì diễn ra khi bị yêu cầu rời khỏi nhà. Bản thân anh cũng không biết phải tẩu thoát đi đâu, buộc phải thực hiện quy định bắt buộc của chương trình.